Trong video này, kênh YouTube 3 Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về đèn cầu thang âm tường. Chúng tôi sẽ nêu một số cái tiện ích của cái kiểu đèn âm tường như thế này, đồng thời cũng ghi một số cái đoạn phim về đèn cầu thang không có âm tường và nêu cái tác hại của những cái đèn mà gắn nổi trên tường. Thì đây là một cái cầu thang của một cái căn nhà có gắn các cái bóng đèn, vừa cái bóng đèn chiếu sáng, vừa là âm tường, vừa là gắn gần cái bậc thang luôn để ánh sáng nó chiếu thẳng ra các cái bậc thang, là những cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm trong cái quá trình di chuyển lên xuống cầu thang trong một cái công trình. À, thì quý vị thấy cứ cách chừng 3 bậc thì chúng ta gắn một cái đèn, nó gần cái mặt bậc và nó rõ ngang ra cái mặt bậc luôn. Chúng tôi quay gần để quý vị nhìn thấy cái cấu tạo của cái đèn như thế này. Tất nhiên là có rất là nhiều cái kiểu đèn khác nhau có bán trên thị trường, chỉ cần chúng ta quan tâm đến cái việc gắn cái đèn chiếu sáng cho cầu thang âm tường là được rồi. Còn cái kiểu đèn thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở các cái nhà cung cấp để chọn cái mẫu đèn theo cái sở thích của mình và nó phù hợp với cái công năng như thế này. Chúng tôi quay rất là gần với các cái góc nhìn khác nhau lúc bật đèn và lúc tắt đèn để cho quý vị có thể quan sát nó kỹ hơn. Chúng tôi còn quay một cái loại đèn cầu thang âm tường nữa. Sau khi cái kiểu đèn này chúng tôi giới thiệu đầy đủ thì chúng tôi sẽ có một cái đoạn video giới thiệu về một cái kiểu đèn khác. Bây giờ chúng tôi quay từ trên xuống để quý vị nhìn nó toàn cảnh, nó tổng thể hơn. Thì cái lợi ích của cái đèn như này là đầu tiên là nó chiếu trực tiếp vào cái bậc thang để cho người di chuyển có thể quan sát rõ cái bậc thang. Cái thứ hai là vì nó âm tường cho nên là nó sẽ không có vướng víu trong cái quá trình chúng ta khuân vác những cái đồ vật theo cái cầu thang đi từ tầng này lên tầng khác. Vì nếu chúng ta gắn nổi ra ngoài tường thì nhiều khi chúng ta không để ý, sẽ có một số cái vật dụng mà chúng ta mang vác khiêng đi lên cầu thang nó sẽ va vào cái đèn, nó làm bể hoặc rơi cái đèn xuống. Nếu những cái đèn mà bằng thủy tinh thì nó lại nguy hiểm cho người di chuyển trên cầu thang nữa. Và đây là một cái kiểu đèn khác, cũng là cái đèn cầu thang, nó gọi cho cầu thang cũng âm tường nhưng mà nó không có gắn ở dưới bậc, ngay cái mặt bậc mà nó gắn từ trên tường rọi xuống. Thì về cái vị trí gắn á, thì nó giống như những cái đèn truyền thống, tức là nó gắn trên cái tường, nó khoảng giữa cái chiều cao tầng. Nhưng nó có cái khác ở đây là do nó âm ở trong một cái hốc lõm của cái tường cầu thang, cho nên là nó sẽ giúp cho cái việc mà tránh những cái tai nạn, những cái sự cố đáng tiếc xảy ra do cái quá trình khuân vác và di chuyển đồ đạc theo cầu thang để đi lên các cái tầng trên hoặc từ tầng trên xuống tầng dưới. Chúng tôi cũng sẽ quay sát, quay gần và quay các cái góc khác nhau để quý vị quan sát cái kiểu đèn như này. Thì cái đèn này thì chúng ta cũng gắn nổi ra một cái mảng tường, nhưng cái mảng tường đó thì lại âm vào so với cái vị trí tường dài nhất. Đó, đây cũng là một cái cầu thang của một cái căn nhà. Đó, thì vừa rồi là chúng tôi giới thiệu một vài cái kiểu đèn có thể gắn âm tường và cái lợi ích của cái việc sử dụng những cái đèn cầu thang âm tường để quý vị tham khảo và áp dụng cho cái công trình của mình. Thì đặc điểm của cái đèn này nếu gắn trên tường thì nó sẽ có một cái vách dựng, cái vách ngang trong cái đèn đó,
để nó phát tán ánh sáng lên trên và xuống dưới. Chúng tôi quay đây là cái bóng đèn này, khi nó rọi ngược vào bên trong cái một cái vách, cái trắng, tấm trắng, thì tấm trắng đó nó sẽ phát tán ánh sáng lên và xuống, nó giúp cho ánh sáng nó phân bổ ra cái không gian cầu thang sẽ tốt hơn. Và cũng như cái kiểu đèn mà âm tường mà gắn ngay bậc thang, thì cái lõa đèn gắn lên tường này trong một cái hấp âm như này thì nó cũng có rất là nhiều kiểu để quý vị lựa chọn. Còn đây là một cái kiểu đèn nó gắn nổi lên trên tường thôi, một cái kiểu đèn rất là truyền thống mà chúng tôi muốn khuyên đến quý vị là chúng ta không nên sử dụng cái kiểu đèn này nữa. Vì khi chúng ta gắn trực tiếp lên cái tường cầu thang như này thì nó rất là nguy hiểm. Ngoài cái chuyện là nó không đẹp, nhìn nó không đẹp mắt, thì nó có thể va, nó vướng víu cho cái quá trình khuân vác các cái vật dụng trong nhà mà từ tầng này đến tầng khác. Đó, đây là một cái kiểu đèn truyền thống như vậy. Quý vị thấy nó có cái dầm thang, thì thực ra là cũng không có nhiều nhà bây giờ mà có cái dầm thang bắc ngang nữa đâu, cho nên nếu quý vị gắn đèn lên tường thì nó rất là dễ va chạm. Đây, quý vị thấy cái kiểu đèn này, nếu có một cái vật dụng gì chúng ta khuân vác đi lên xuống cầu thang mà va vào thì rất là nguy hiểm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video. Hy vọng là video cũng giúp ích được cho quý vị trong cái việc lựa chọn đèn cầu thang cho ngôi nhà của mình. Thì đây là chúng tôi cũng quay thêm một cái kiểu đèn cầu thang khác, cũng gắn nổi lên tường. Chúng tôi cố tình quay cái đèn mà xung quanh tường nó hơi bị bẩn để quý vị thấy là chúng ta có thể va chạm vào tường để làm bẩn tường, thì cũng có thể là va chạm vào cái đèn, cho nên là nó có thể gây ra những cái sự cố đáng tiếc. Đầu tiên là nó sẽ bể cái đèn, là gây thiệt hại về cái đèn. Sau đó thì nó có thể rơi những cái mảnh bể xuống, nó va vào người đi lên đi xuống cầu thang, như vậy là rất là không nên. Thành thử là chúng tôi hy vọng là sau khi mà tham khảo cái video này thì quý vị nên chọn cái giải pháp là đèn cầu thang gắn âm tường, có thể là gắn dưới mặt đá bậc thang, cũng có thể là gắn ở giữa tường cũng được, nhưng mà phải là trong cái hốc âm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.